Moon Geun-yeon trái tim mùa thu gây sốc vì lão hóa như U50 ở tuổi 34. Nổi tiếng từ khi còn nhỏ sau thành công của bộ phim Trái tim mùa thu, nữ diễn viên Moon Geun-yeon được cả Hàn Quốc ưu ái gọi là em gái quốc dân. Cô sở hữu vẻ đẹp hồn nhiên trong sáng với đôi mắt to tròn ngây thơ, xinh xắn như búp bê. Thậm chí suốt nhiều năm gia nhập làng giải trí, Moon Geun-yeon được xem là một trong những biểu tượng hắc tuổi của màn ảnh Hàn vì vẻ ngoài trẻ trung như thiếu nữ. Tuy nhiên, khoảng vài năm trở lại đây, Moon Geun-yeon đã không còn đình đám như trước. Theo đó, nữ diễn viên gần như vắng bóng trên sóng truyền hình, cũng không góp mặt trong các sự kiện. Cô nàng gần như mất hút khỏi làng giải trí. Mới đây, sau khoảng thời gian ở ẩn, em gái quốc dân bất ngờ hoạt động năng nổ lại trên mạng xã hội để giao lưu với người hâm mộ. Tuy nhiên, lần comeback này của nữ diễn viên Trái tim mùa thu lại khiến nhiều khán giả sửng sốt. Cụ thể, trên trang cá nhân, Moon Geun-yeon xuất hiện với gương mặt xuống sắc thấy rõ và tiều tụy, hốc hác hơn hẳn trong một bức ảnh khoe mặt mộc. Thậm chí, làn da của cô cũng có dấu hiệu chảy xệ, lão hóa thấy rõ. Nhiều cư dân mạng cho rằng Moon Geun-yeon không khác gì U50, dù rằng cô nàng mới chỉ 34 tuổi. Trước đây, Moon Geun-yeon vốn là mỹ nhân không tuổi có tiếng xứ Hàn, với vẻ ngoài trong sáng và nhan sắc sảng sỡ. Vì vậy mà màn lau dốc nhan sắc này của nữ diễn viên khiến cư dân mạng không khỏi thất vọng tràn trề. Nhiều người cảm thấy tiếc nuối cho nhan sắc đình đám một thời của cô và hy vọng người đẹp sẽ sớm lấy lại phong độ như xưa. Trong khi đó, hình ảnh này của Moon Geun-yeon lại khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng bởi lẽ tâm lý của nữ diễn viên thường xuyên bất ổn sau khi rời công ty Namor Actors. Có thể nói, hiện tại nữ diễn viên đang hoạt động tự do, không hề có một mái nhà chính thức. Cụ thể, vào tháng 11 năm 2020, Moon Geun-yeon tuyên bố rời khỏi công ty quản lý Namor Actors sau 16 năm gắn bó. Thông tin này ngay lập tức thu hút sự chú ý vì thời điểm đó nữ diễn viên chưa ký hợp đồng với bất kỳ công ty nào. Được biết, Moon Geun-yeon đã làm việc cho Namor Actors kể từ khi công ty được thành lập vào năm 2004. Vì Namor Actors là công ty đỡ đầu gắn liền với tuổi thơ của Moon Geun-yeon, nên nhiều người khá bất ngờ khi cô quyết định dứt áo ra đi. Thông thường, các nghệ sĩ sẽ lên kế hoạch ký hợp đồng với một công ty mới để không gián đoạn hoạt động nghệ thuật sau khi hết hợp đồng với công ty cũ. Tuy nhiên, Moon Geun-yeon lại không làm như vậy. Hướng đi không an toàn của cô khiến người hâm mộ thấp thỏm lo âu. Trên thực tế, không có công ty quản lý đồng nghĩa với việc các nghệ sĩ sẽ không có chỗ dựa, không thể quảng bá và gặp không ít khó khăn khi tiếp cận với các dự án phim. Sau khi trở thành diễn viên tự do, Moon Geun-yeon ít tham gia các hoạt động giải trí do bị bệnh và áp lực dư luận. Thậm chí từng có tin đồn em gái quốc dân sẽ giải nghệ. Không những vậy, Moon Geun-yeon còn thường xuyên có biểu hiện tâm lý bất ổn. Cô nàng liên tục xóa toàn bộ bài đăng trên trang Instagram cá nhân và để lại chú thích bí ẩn bằng một con số. Đến thời điểm hiện tại, các nhà phân tích vẫn chưa thể giải mã được con số mà nữ diễn viên đề cập đến. Moon Geun-yeon sinh năm 1987, cô bước chân vào làng giải trí thông qua bộ phim Underground. Đến năm 2000, nữ diễn viên thủ vai thời thơ ấu của Song Hye-kyo trong bộ phim truyền hình đình đám Trái tim mùa thu. Sau đó, tên tuổi của Moon Geun-yeon được biết đến nhiều hơn qua hai bộ phim điện ảnh Cô dâu tuổi 15 và Câu chuyện hai chị em. Cũng từ đây, biệt danh em gái quốc dân được người dân xứ Củ Sâm công nhận. Ngày càng nổi tiếng, nữ diễn viên đánh dấu bước trưởng thành trong diễn xuất với hàng loạt bộ phim ăn khách như I Don't Need Love, Họa sĩ gió, Chị kế của lọ lem, Mary đi bụi. Đặc biệt, Moon Geun-yeon còn là nữ nghệ sĩ trẻ tuổi nhất Hàn Quốc nhận được giải thưởng danh giá Daesang tại lễ trao giải thưởng phim truyền hình đài SBS với phim Họa sĩ gió ở tuổi 23.